Không có miếng thịt nữa trời, thương ghê. Làm phụ thôi hả? Nhỏ mà biết làm ghê trời. À. Đi học về xong về nhà hai chị em ngồi nói chuyện với nhau. Thì Tiền ăn cơm nè. Cơm ngon không Tiền? Ngon hả? Không có thịt mà ngon cái gì? Ngon nè. Ngon không? Ăn cơm không có miếng thịt nữa trời, thương ghê. Ngày sớm thì thấy Tiết thì cũng ăn y ăn như vậy, có vài trái đậu que cả nhà, không có miếng thịt luôn. Và cơm thì trắng tươi luôn nè. Chan nước tương vô. Chan. Coi chan nước tương đúng không? Có bao giờ nói bà ngoại đòi bà ngoại mua thịt không Tiền? Không hả? Ôi sao vậy? Tốn tiền. Tốn tiền hả? Ăn đi, ăn nhiều vô. Có ăn được mấy tô vậy? Rồi, đi mấy mà. Một tô thôi hả? Con tự bới hay là bà ngoại bới cho ăn? Ngoại bới. Ngoại bới. Hồi sáng nay đi học ngoại cho được nhiêu tiền? Ngoại đâu có cho ngoại mua mà. À, ngoại mua cho con ăn chứ ngoại đâu có tiền đâu mà cho, đúng không? Ngoại thì mua cho ăn, còn nước thì đem ở nhà theo, đúng không? Nước con tự vô hả? Nước con tự vô. Rồi con trong những lúc mà các bạn ra chơi đó thì các bạn có tiền đi ăn bánh rồi con lúc đó con ngồi trong trường hay là sao? Con ra ngoài ăn bánh đi chơi. À, vậy là bà ngoại cũng có cho tiền theo phải không? Dạ không, ngoại mua bánh mà. À, tức là mua gửi ở chỗ đó hay sao? Dạ, nó bỏ trong trường, ngoại nó mua cái bánh rồi còn như là đem trường mỗi lần ra chơi nó ăn. À, mua ra dự trữ trước. Thương lắm. Giờ thấy thương nghiệp quá, ăn cơm trắng với nước tương. Những trái đậu que với nước tương. Trời ơi. Cái bữa mà ăn ngon nhất là ăn với gì Tiền? Con rất tép với cơm. Ăn gì? Tép với cơm. Tép hả? Có hồi đó giờ có ăn thịt heo không? Chỉ có một lần không rõ hết rồi. Lúc đó là có tiền rõ rồi. Lúc đó có tiền thì em mua thịt heo ăn. Giờ hết rồi. Có phát ăn thịt heo không? Hết không? Đã đắng rồi, đã đắng rồi. Trời ơi. Thích ăn thịt heo mà cũng đâu có được ăn ha. Đâu có đòi đâu. Thích mà không đòi. Đòi bà ngoại cũng đâu có tiền đâu mua, đúng không? Đó. Thấy ăn cơm vậy thấy ngán không? Dạ. Không hả? Đây đâu đâu qua cầm thư ở đó đi. Hầu như những buổi ăn này đối với Tiền với Tiết thì chắc nó đã gắn bó cũng mấy năm nay rồi phải không? Dạ. 5-6 năm nay thì ăn như vậy với quen rồi. Cho nên Tiền thì nói ăn là cũng không ngán, mà cảm thấy ăn được như vậy thì nó ngon rồi. Bữa cơm nghèo mà. Hồi đó giờ đâu có ngồi ăn chung bàn với bà ngoại hả? Tự bới tô ăn thôi. Tự bới tô rồi cầm cái tô ăn thôi. Không, hồi đó có cái bàn sắt trên đó. Giờ về ăn trên võng, ăn trên giường. Chú muốn hỏi là hôm trước là đầu năm á, là bà ngoại là tính cho con nghỉ học hả Tiền? Có không? Ngoại giấu. Bà ngoại không có nói đúng không? Đầu năm nay ngoại mua được mấy bộ đồ mới? Ngoại đâu có mua đâu. Chứ đồ đâu đi học? Đồ ta cho. Đồ ta cho hả? Dạ. Sao không mời chú ăn cơm? Dạ. Không mời chú ăn cơm? Mời chú ăn cơm. Con mời cô chú ăn cơm đi, ông bà ăn cơm đi. Con mời cô chú ăn cơm đi, ông bà ăn cơm. Ăn cơm gì? Nói với. Ăn cơm với đậu bắp. Đậu que. Lộn đậu bắp hả? Con trẻ con thì nó ngây thơ lắm. Mà tụi nhỏ như thế này thấy nó thương lắm. Không có biết đòi hỏi gì hết trơn á. Bà ngoại dạy ngoan lắm, đi học về là phải thưa chú Hồ, chú Một Đồng. Lại phải thưa hết à. Thôi để cho bé ăn đi hên ha. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, anh chị. Chiều ngày hôm nay thì Bùi Hồ lại tiếp tục đang có mặt tại
nhà của bà cụ cùng với lại ba người cháu sống cảnh màn trời chiếu đất đó cô bác anh chị. Và hiện nay thì cũng đã ngày thứ ba rồi, và hình dáng cái ngôi nền của một cái ngôi nhà mới cũng sắp sửa mọc lên ngay tại chỗ này. Và các anh thợ thì vẫn đang gấp rút xây lên cái phần, bo lên cái phần cái nền. Và đây là anh Hợp nè, và phía bên đây là anh Lớn, bên kia là anh Hùng đang làm nhà vệ sinh. Xây mau quá anh Hợp. Không có nhiều gạch đâu. Vậy hả? Đâu có nhiều. Ngày mai là bắt đầu đổ cát vô anh Hợp. Mà ai xây không cậu xây, ai vô cát vô. Vậy hả? Không đổ nền, kẹp cho Vũ xuống. Đổ nền. Rồi anh Vũ là ngày chủ nhật xuống đúng không? Này thứ sáu không? Đúng rồi. Ừ, nhật xuống, vô. Dạ. Anh đổ cát xong rồi tráng cái nền xong. Đổ bê tông, đổ bê tông. Thì anh Vũ xuống. Vũ xuống, làm cái phần con. Ừ. Mình trám cái phần ở ngoài lại để cho nó không ấy hơn thật. Đừng cho cát kìa. Cát không bị trào ra đúng không? À. Cái thằng này là anh xây luôn hơn thật. À. Mới xây xong hai lần xé. Dạ. Anh Hợp là mau quá ha. Không là mau là phụ la đó. Mưa là sao anh Hợp? Em thấy chuyện mưa quá trời. Không sao. Không sao hả? Hình dáng ngôi nhà cũng đã gần xong rồi. Chỉ có cái nhà vệ sinh thành ở ra nó hơi lâu đúng không ạ? Ủa bà ngoại đâu mất tiêu rồi? Ngoại con đi bán rồi chú. Ngoại đi bán rồi hả? Dạ. Hồi chiều ngoại còn nhiêu tờ? Mới lấy gì? Hồi nãy con không biết là ngoại lấy mấy tờ. Bữa nay lanh quá trời luôn à Tuyền. Con làm phụ mấy chú để có nhà ở. Làm phụ mấy chú nãy giờ ginh được mấy viên gạch rồi? Mấy viên gạch ông mấy cái kia là 4 viên rồi, hồi 3 viên, 2 viên. À chạy phụ tiếp mấy chú. Mấy chú kêu hay là con tự làm? Con tự làm á. Vậy hả? Làm nổi không? Nổi. Nổi không đó trời. Dạ nổi. Lần ginh được mấy viên? Lần ginh được 2 viên hay là 3 viên, 4 viên. Có nhà mới mừng không? Mừng. Mừng sao, nói cho chú nghe với. Dạ con mừng có nhà ở. Vậy hả? Dạ. Rồi bây giờ hết bị dột nữa đúng không? Dạ. Hồi xưa dột sao nhớ không? Nhớ dột. Nó bị dột trên trần nhà chú. Nó dột sao? Chỗ con học sao? Chỗ của con, chỗ ngồi giường của con nó dột nước xuống. Vậy hả? Lúc mà nó dột nhiều quá con làm gì Tuyền? Con đi ra chỗ khác con kia rồi lật cái miếng nệm lên con để đó rồi, để cho nó bị ướt cái gỗ. Ừ. Còn anh hai đâu rồi? Dạ anh hai đi cắt đầu cá với mẹ con. À đi làm với mẹ. Con mũi kìa Tuyết. Ở dưới Cam của con kìa. Ở dưới Cam. Hai chị em yêu thương nhau lắm. Bây giờ mừng không Tuyết? Mừng sao? Mừng mình sắp có nhà ở, sắp có nhà vệ sinh. À sắp có nhà vệ sinh. Ừ. Cơ nhớ cái cảnh mình tắm mà bị mưa rồi sao? Mưa lâu lâu nó chút xuống thì con thấy vậy con tắm nhanh nên vô thay đồ chút. Vậy hả? Vừa tắm vừa bị bắt mưa luôn. Nói chung là các bé này nè, lớn là có vác cái gì? Thành nữ cái việc đi vệ sinh nó cũng, nhà vệ sinh nó cũng rất là quan trọng luôn. Tại vì là những bé gái rất là lớn rồi. Nghe nói Tiền mỗi khi mà trời đổ mưa mà có sấm sét là Tiền sợ lắm phải không? Dạ. Ừ, sợ thì sao? Sợ là sấm sét nó ngoại con sợ. Con sợ như thế nào? Con sợ là sấm sét con ngủ không được. Nghĩ gì? Lấy ma tay ra con ngủ á. Con vẫn là sấm sét là con ngủ không được, con sợ con ôm ngoại. Ừ, ôm ngoại hả? Dạ. Con sợ cái gì? Con sợ sấm sét. Dạ. Yeah. Là mỗi lần sấm sét là ôm ngoại thôi. Dạ. Vô lớp đi học có khoe với mấy bạn mình sắp có được ngôi nhà không? Dạ không. Sao vậy?
mấy em ngoại nó không được cho mấy bạn biết. Sao? Tại vì mấy bạn biết, con cũng không biết nữa, ngoại kêu là khỏi nói cho mấy bạn. Ừ. Đồ của con là người ta cho đó hả Tuyền? Dạ. Ai cho? Dạ ngoại con đem về, ngoại nói là đồ người ta cho. Vậy hả? Cho đồ nào thì mặc đồ đó. Dạ. Có nhiều cô bác anh chị là hỏi muốn hỏi ba của con đâu. Ba con đâu còn ở với mẹ con nữa đâu. Bỏ lâu lắm rồi đúng không? Dạ. Đó nên thông tin với cô bác anh chị là ba của bé thì với mẹ bé chia tay cũng lâu lắm rồi. Và không còn ở chung nữa thì có được ba người con. Thì mẹ của Tuyết thì làm ăn cũng rất khó khăn, không có đủ sống nuôi đủ sống bản thân nữa. Nên là nữ là cứ sống với bà ngoại suốt à, ít sống với mẹ hơn hả Tuyết? Dạ. Mẹ lâu lâu hồi đó mà mẹ lâu lâu về thăm lần không? Dạ. Mẹ làm ngày được nhiêu Tuyết? Con không biết nữa chú. Dạ. Mẹ con cắt đồ cá con không biết nữa. Ừ, làm phụ người ta đúng không? Dạ. Mẹ anh hai cũng đi làm phụ luôn mẹ luôn. Dạ. Ừ. 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 Rồi sao chiều nay không chịu ngủ nghe gì đi? Dạ chiều nay con ngủ rồi. Con ngủ rồi ha. Dạ. Chiều nay mình ăn cơm gì? Dạ ăn cơm như hồi chiều. Hồi sáng. Hồi sáng. Là ăn cơm gì? Cơm với đậu que. Đậu que. À. Ngán không? Sao chú cảm thấy ngán quá? Không. Thấy ngon. Thấy ngon hả? Cũng bình thường mà. Bình thường hả? Dạ. Có bao giờ mình ăn cơm với lại những cái thứ đó ngoài mình thèm thịt không? Có lần giờ không có. Là sao? Là con ăn được thịt heo được có một lần, còn mấy lần kia không được. Sao không được? Tại vì không có tiền. À, không có tiền hả? Dạ. Thì nói ngoại làm cho nhiều nhiều tiền để ăn thịt heo. Ngoại bán cũng có ế nữa. Vậy hả? Dạ. Ngoại bán cũng có ế nữa nên không có tiền ăn thịt heo luôn. Toàn là ăn cơm với rau củ có mấy ngàn thôi. Buồn không? Dạ buồn. Buồn sao? Buồn là mấy bạn kia được ăn thịt heo mà mình không được ăn. Ừ. Bữa nào mình mua con heo về mình nuôi là mình lớn lên mới mình ăn. Hơi tốn tiền lắm. Còn tốn cơm, tốn gạo nữa. Là sao? Là giống như cho heo ăn mà còn tốn cơm, tốn gạo nhà mình. Nhà con nuôi ba con cún rồi. Ba con cún là ba con chó là con cún. Rồi mua con nuôi con heo nó tốn tiền lắm hả? Nhìn gương mặt của hai bé nhìn sáng á, đặc biệt là bé Tiền á, sao nhìn gương mặt sáng ghê á. Lớn lên rồi làm cô giáo mà. Nghe nói đúng vậy đúng không? Vậy đúng. Cô giáo dạy mẫu giáo hay sao? Vậy trường bình thường hồi đó con có đi học mẫu giáo giờ hết à, giờ nghỉ học mẫu giáo giờ học trường mình tiếp trường đi học Bình Phú A rồi. Xi măng mới sáng đây mà khô mau ghê ha anh Hùng ha. Bê tông. Buổi chiều này là xây này luôn ha anh. Xây luôn. Xây thẳng tường lên luôn ha anh Hùng. À tới ngang cái mặt đất này là mình đổ đan. Rồi tiếp tục đổ bê tông nữa. Chiều nay là ngang đổ đan kịp không? Dễ gì, 2-3 ngày mới mốt. Tô xây rồi tô ở trong á. À xây rồi mình tô anh Hùng. À, còn làm ngăn nữa. Mấy ngày trước còn đào đất than mệt, bây giờ trở thành một cái bây giờ xây lên rồi. Rộng lắm. Anh Hùng xây nhanh ghê luôn á. Anh Một Đồng với lại Út Đồng Tháp là đòi bữa nào đi theo anh học nghề kìa anh Hùng. Đi có gì đâu. Dạ. Em tính xin làm cu ly luôn đó. Mà chắc anh làm không được đâu anh Đồng ơi, anh xây nhanh quá anh phụ không kịp. Được chứ có gì đâu. Vậy là anh Đồng theo anh Hùng phụ còn em theo anh học phụ ha. Coi coi thằng nào quyết liệt lẹ hơn nha. Cái này từ 20 anh Hùng. 20. Đầu 20.
một tiếng gì anh xây được bao nhiêu viên? Thì chắc tiếng xây khoảng 1 mét ngoài vuông, 2 mét vuông vậy. Phải có ngự đổ hồ đồ ngang. Dạ, có nghĩa là xây liên tục á. Chứ vừa xây mà vừa đổ thì không được. Tiếng đồng hồ là 1 mét, 2 mét vuông là từ 20 á hả anh? Hay là từ 10? 20. Anh Hùng ảnh lấy hồ gọn lắm. Xe gì lẻ ghê trời, mới đi khúc này là đó, kiểu này là thôi chắc em xin rút lui anh Hùng ơi. Có gì đâu rút lui, theo phụ anh chứ làm không nổi quá, chưa làm mà sợ rồi. Rồi sao anh lớn anh thủ được? Anh lớn anh vừa khiên gạch nè. Anh lớn là anh bự. Anh lớn anh vừa anh vừa con luôn á luôn. Anh lớn vừa khiên gạch anh lớn vừa phụ hồ luôn hả? Rồi kêu cát đá gì là kêu vô là vô anh lớn. Có bao giờ mình giận quá mình nghỉ làm luôn anh đó? Nói chứ về nhà không giận rồi. Nghỉ làm cũng có đồng bạc. Nghỉ làm cũng có đồng bạc. Vợ chửi nữa anh Hùng. Anh sẽ mau ghê á. Mau. Mà viên gạch ở đây là nhìn nó chất lượng anh Hùng. Gạch này quá già. Gạch già, gạch nền mà gạch già như thế này rất là tốt luôn á. Này nó gì cái lưu chứ không phải là da lưu. Này là cái lưu luôn à. Gạch này cứng dữ lắm anh Hùng. Cây im mà tô khó. Cái này xây im mà tô khó hả anh Hùng? Tô cũng được, mỗi cái gì nó lâu rút. Vậy hả? Ừ. Thì thường thường từ gạch kia thì mình tô nhưng khoảng tiếng hồ nó khô, gạch này thì có 2 tiếng 3 tiếng. À. Mà nó mất khô. Xây lơm khơm mấy cái này chắc khó hơn là lên lúc mà xây mỏng trên đâu quá. Phải hả? Người ta nói thợ hồ thường uống rượu nhưng mà anh Hùng không có uống. Thường là người ta nói làm kim mình đó anh Hùng. Đúng rồi. Uống miếng rượu. Diễn nghệ. À, nhưng mà anh Hùng là không uống. Chung cũng uống vậy mà lâu lâu uống một lần. Lâu lắm mới uống lần đúng không? Từng bữa là uống, chứ đâu uống hàng ngày uống nấu. Còn tài sáng còn đi làm nữa. Sáng còn đi làm. Lâu lâu mới uống lần, mà uống lần là cho hết ít luôn. Mà anh Hùng xây nhanh thiệt á. Xây xong là tô luôn anh Hùng? Xây xong tô luôn. Làm buổi chiều này mát khỏe đó anh Hùng, chơi dưới hầm này thì làm thì khá là hầm đây. Này. Cái môi trường của mình ấy nước. Không có nước nắng. Của chị dứa là bệnh luôn đó, xây gầu là uống thuốc 5 ngày liên tiếp. Trên nước dưới xịn, trên nắng dưới xịn, xây xong bệnh luôn ha. Xây xong bệnh luôn, uống thuốc 5 ngày trời mới hết. Ngày uống 3 lần đó, sáng trưa chiều. Nhanh quá. Chiều nay bà cụ đem cà phê không? Có, bà kêu cô Út đừng có mua nữa, bà quá mua hoài. Dạ hả? Thấy khổ khổ mà cũng nhiệt tình quá anh Hùng ha. Nhiệt tình. Những câu nói của bà cụ ngày sáng thì cảm nhận của anh Hùng như thế nào anh Hùng? Thấy bà thấy thì nói chung thì thứ nhất là thật, thứ hai là nhiệt tình, đúng quá không? Quá nhiệt tình. Bùi Hồ nói mà các anh thợ nói cà phê đắng quá, cái bà nói tại sao không để đường. Những cũng đâu cô đi mua mình thấy mà bán cái số có 60 giá lợi 60 ngàn, trong khi đó là mua hết 5-6 ly cà phê thì hết rồi. Đó mình thấy cái sự bao nhiêu đó, cái tội cho cô quá, không cô đừng có mua. Ăn uống gì vô? Người bán nói người ta là tài trợ. Như vậy có đòi uống 2 ly không? Tài trợ có đòi uống 2 ly không? Không. Ly một cũng muốn hiểu à. Ghê dầm kìa. Đó. Con làm cho nhanh để cho có được cái ngôi nhà.
thì xếp gạch lẻ tôi xây lẻ, còn phải xếp gạch xong tôi sẽ chậm, lâu có nhà cày ăn chịu đó. Lẻ là chú xây lẻ mà chậm là chú làm chậm đó. Giỏi lắm, hai chị em cũng giỏi anh Hùng ha. Lúc nãy thì tự về rồi tự ra phụ phụ luôn à, chứ không có kêu. Tự phụ luôn ha. Tự phụ luôn. Nói con làm cho nhanh nhanh để có được cái ngôi nhà. Nghe nói nhiêu đó thôi là cũng làm hết mệt. Thợ hồ là bây giờ là mỗi một ngày như anh vậy là khoảng nhiêu tiền anh Hùng? Ở nhà mình trên thì 350. 350 thôi. À, đâu phải là ngày nào cũng làm, đôi khi cũng đám tiệc cũng nghỉ anh Hùng ha. Đúng rồi. Đám tiệc cũng nghỉ là cái thứ nhất, cái thứ hai là đôi khi làm ở ngoài trời mà mưa cũng đâu có làm. Đâu phải ngày nào cũng làm đâu đúng không? Nói chung vô thợ hồ vô mùa mưa này là thì đói. Mỗi tháng gì bình quân anh làm được khoảng 12-13 triệu không? Có dữ. Tạo tháng thì 7-8 triệu hồ không? Vậy ha. Tại vì có ngày nghỉ nữa đúng không anh? Có ngày nghỉ. Đâu phải là công chuyện nó làm suốt đâu. Không phải có suốt làm hoài. Thì trong tháng thì cũng kiếm được 5-6 triệu. Vậy ha. Ăn trong đó hết 4 triệu rồi. Chị làm công việc gì? Trong nhà thì ai kêu bà xã mặn gì thì bà mặn cái nấy. À, làm thuê hả? Trồng đậu này nọ, cà ớt nữa. Dạ. Ai kêu gì làm nấy. Dạ. Là cùng nhau, hai vợ chồng cùng nhau làm. Phụ hở đồ tiếp. Chứ mình thì... Ủa sao giỏi dữ vậy trời? Mình lo cổng nổi nhưng mà chắc giả. Cũng truyền lại đó rồi, từ trên đó phải truyền xuống cái này luôn đó nè. Thấy sự nghiệp ha. Ừ. Ôi, nôn có căn nhà quá. Nôn có nhà hay sao Tiền? Hồ đó ơi, sao thấy vậy? Có nôn không? Có nôn không? Nôn sao nói chú nghe ơi. Ủa công việc này đâu phải là của con đâu, của chú mà. Làm phụ. Hả? Làm phụ. Làm phụ thôi hả? Nhỏ mà biết làm ghê trời. À... tự làm thôi đúng không, làm phụ thôi đúng không? Dạ. Con làm nữa thì chú xây không kịp, một chú cự á. Trời ơi, mơ đây gần bằng cái mặt đó, ấy rồi. Ở dưới này là lên mấy tấc anh Hùng? 7-8 tấc nha, 7-8 tấc. Bây giờ đào xuống tới trong nước với là đâu xuống nữa được. Đúng rồi. Lợi hầm là cũng rộng lớn lắm rồi. Gặp 2 ngăn. 3 ngăn luôn. 3 ngăn luôn. Ngăn lắng, ngăn lọc. Với lại ngăn chứa. Ngăn chứa. Đưa anh Đồng qua anh chuyên leo thốn nốt anh xuống xây được không? Bình thường nha. Xuống thử anh Đồng. Bình thường, bình thường. À. Đưa bình thường xuống rồi. Đâu xây... Đắng ta giải nghề chứ. Đúng rồi. Thọ giáo hả công... anh Hùng? Thọ giáo rồi. Chưa được chứ. Công trình của ta... Em cầm cho anh đi, anh xây cho. Công trình của người ta là có 7 ngày ông làm, mình ông làm chứ cả 10 ngày quá. Này chú một. Đây. Rồi cho anh xây cái cách đó vô đó đi. Rồi nè, tới một đồng coi. Rồi đây. Nha. Lấy chút cái đi. Con đừng để lên đó, chú làm không được. À, đừng để. Rồi, giao cho đệ tử ai. YouTuber đi xây nhà. Chưa mới đổ máng nè. Hồi đó giờ anh có xây chuồng heo lần nào không anh Đồng? Vậy. Có xây chuồng heo lần nào? Hả? Trước khi xây nhà là người ta phải xây chuồng heo trước. Được, nói chung là biết đổ hồ vô, biết đặt gạch lên. Nhưng mà hồi ngay không, không biết nha. Chứ lắp dán này. Rồi, có chắc gì rồi, thôi quá nó gãy mới dán. Hết đi rồi, hết đi, con hỏi lấy thêm. Nói chung ra xây này anh xây được mà, bình thường. À. Nhưng mà ngày trước anh xây là xây cái gì rồi? Không có việc gì khó đó, chỉ sợ là mình không làm thôi. Gõ vô, ừ. Mà làm hồi hư á. Rồi, gõ xuống á, gõ xuống. Đấy, gõ xuống á. Xuống 5 ly nữa đi. Xuống 5 ly nữa đi. 5 ly nữa, là vậy.
vậy nè, vậy nè. Rồi, ok, rồi, rồi. Thôi thử. Đây, 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 tới em rồi, tới đây. Nè, anh Hồng. Đó thì em cũng có mà xây cái chuồng heo á anh ngoài bảy chuồng bảy rồi bảy rồi bảy rồi bảy rồi, bảy rồi. Bỏ qua đây nếu vậy thôi lỡ rồi hầu đâu hầu 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 đâu hầu chiếc chân đâu trời ơi trời bỏ là làm hay lắm mà không được bỏ vậy là chết rồi lỡ lấy mày hầu lấy mày hầu chạy vô đó đây rồi đúng rồi vậy là hôm nay là ngày xưa là ông xây chuồng bò không được không à xây chuồng heo à chuồng heo chuồng heo lên chú làm vậy chết con rồi không được con không lính này phải cho qua thôi cũng luyện mới được đúng rồi còn chưa được phải không chưa chưa không bằng anh Đồng à còn em đây anh Út chưa anh Út mới hơi lạc tay không có cái mình thấy cái việc mà xây gạch thiếu bạn thiếu hồ bạn bạn đâu hồ dưới chân kia ờ đúng rồi đó bạn bạn xây kiểu đó là chết em đó nghe bạn kéo kéo cục gạch ra ơi cục gạch trong này nữa nè kéo 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 qua đây lại nè cục gạch ở trong nữa cho à nó ăn vô trong à lấy phai bằng mí bỏ ngày lâu quá anh vậy là xây xây cái này thua anh Đồng rồi đúng không bé bé tiết thua chú Đồng à vậy bé tiết bé tiền ôi trời ơi kéo lỡ chú Đồng cái tay tay có một cũng... cái à anh chú tay có mười mấy cái luôn không nhìn cái tay nào cầm cái bay là biết là biết xây được hay không à ông này cũng cờ nạo nhưng mà cái gan ông múc đất kìa thôi lên trả lại cho ta mưa tới kìa rồi à, thật ra thì cũng hai anh thì cũng vô để mà thử cho biết cái nghề này nó khó hay không khó lắm thấy đặc vậy chứ không phải là dễ đâu dạ đâu phải là muốn xây là xây đâu tại vì anh Hùng anh xây anh cũng đâu cần chỉ đâu anh Hùng ha à vậy là chắc anh Hợp không nhận quá hả anh Hợp ơi không anh Hùng làm nhanh thiệt ha anh làm nhanh mà anh làm trời ơi nhanh gì mà anh Hợp anh đuổi anh hâm đuổi hoài đó Hồ ơi vậy hả anh nói già rồi, cho vậy hưu anh bao nhiêu năm anh nói mười mấy năm nghề hả hai mấy năm hả làm lúc đó chưa gặp bà xã nhìn vét cái miếng hồ thôi là thấy cũng ấy quá hay à rồi vui tí xíu thôi cho vui nhiều quá là hư cái công trình của anh á Để cậu lấy con. Cái nền này lên tổng cộng là anh Hợp đó là bao nhiêu? Từ ở dưới đất lên á. Ờ gần 3 tấc đúng không? Gạch luôn rồi. Gạch luôn là lên 3 tấc, nước là không bao giờ tràn lên đúng không anh Hợp? Dạ. Vậy đổ bê tông bằng mặt này. À. Bằng lại cái quen lót gạch lên 4-5 phân lên cao à, sao lại cao lắm rồi không đúng rồi cao lắm mai này đổ cát chưa mai đổ mai cho đổ cho mai, mai cho đổ cát hả ừ. Khi nào anh mới đổ bê tông bên trên đổ xong khoảng cái tưới nước rồi cái xong cái quay ngang ban cát kia đổ à. Anh bên anh là còn khoảng mấy ngày nữa chắc có thể thứ bảy chủ nhật đổ bữa nay thứ sáu rồi ngày mai là thứ bảy mai khỏa bằng mai phá bằng còn thiếu bao nhiêu cát mình mới biết đường mình gọi cát chạy vô ở đây không có xe gồ đẩy vô thì sao ta không có đây nữa đây bằng luôn mang vô luôn hả giúp à cũng được cái là cái phần đất ở dưới lên cái lên trên này nhiều cũng được nhiều chứ bộ cũng gần nửa cái nền anh Hợp mà có đất với lại cát pha lộn vô nó dễ nó chắc tại vì lớp cát ở trên chắc là dưới lớp cát nha dạ vậy là một cái nhà nữa cũng chuẩn bị mọc lên này mà thật nói thật với cô bác của anh chị không có đội thợ của anh Hợp thì cũng rất khó để mà cho cô chú có được những cái ngôi nhà tại vì thợ thay thì cũng nhiều nhưng mà để mà gọi được những người thợ mà mình tin tưởng nhất thì cũng rất khó
Đúng rồi. Và đặc biệt ở những cái địa phương khác á, thì mình không biết thợ thầy như thế nào, ngày công sao, khó lắm. Nên thành nữ có anh Hợp đồ, anh Vũ đồ, rồi thành nữ là cái việc xây nhà nó thuận tiện. Và các anh thì làm cái cũng như là những nhà tình thương, các anh cũng hiểu và các anh lấy giá rất là phải chăng luôn. Và có nhiều cô bác anh chị đặt hỏi câu hỏi là tại sao không xây nhà tường để cho nó kiên cố luôn. Thì sau khi hoàn thành cái ngôi nhà xong thì các anh em cũng sẽ chia sẻ về cái vấn đề đó. Còn bây giờ thì cuốn nền lên với lại cắt một cái nhà tiền chế mà đóng la phong thì rất quý rồi. Tại vì biết đâu đó xung quanh cũng còn khá là nhiều mảnh đời khó khăn khác nữa. Thôi thì cũng xây đó lên xong là chiều nay kết thúc anh Hợp ha. Giờ cũng hơn 3 giờ rồi. Thôi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau ha.